kéo là phải cần đúng không? Mình kéo là nó đổi vì ra đường có tất cái chi cũng đỡ chứ. Mình cái đi chơi nhưng mà tôi đánh đó nhiều khi đường nhà anh nội để lại mà tao cần. Ông nội để lại à? Cứng thôi để mai quay lên. Vậy là tăng theo xe có gì đây? Rồi. Bây giờ bà này mà đuổi ông này đi là ông này có nhiêu đồ đây là đủ sống à? Còn hết. Ai dắt nổi ông? Nhưng mà nếu thì dù như mà bị cái vụ kia là đuổi đấy. Ông làm đại ca mà ai đuổi ông? Nhưng mà nếu bị cái vụ kia tao chỉ cần đan. Thấy ông vậy chứ. Ông ghê lắm á. À, ghê lắm không? Vậy là có uy. Dù mình có đủ điện nước hoặc đủ đồ nghề nhưng mà vẫn thua ông đó không? Ông ôm mốm đồ rò mấy này. Ông có chưa cạo lông nhỏ lá gì mà nhìn nó vậy ông có gì không? Mà sợ. Alo anh em ơi. Rồi ok, anh thấy em nhắn rồi nhưng mà anh ở đám cưới có công chuyện đi nha. Đúng rồi ok. Rồi có gì anh điện sau nha. Chào anh. Rồi. Đèn pha trước này em. Rồi. Còn kia là hai xi nhan. Đó biết là do bụi. Gọi là mắc mùng. Thế là vợ nằm ngủ không cần bắt mùng. Mà xe thì là mắc mùng. Đấy. Rồi nãy giờ nói vui với cả nhà. Nhưng hôm nay Lê Tuấn lại tiếp tục nha. À, lại tiếp tục mừng Noel M4 4006 của một người em đã có chủ về Đồng Nai các bác nhé. Đúng rồi. Chào tiếp. Tắt người chưa? Rồi ok cả nhà, em chạy xe ra tí để cho khách test và lấy chiếc xe 4006. Vậy là hôm nay Lê Tuấn đi đám cưới về và hai em ở Đồng Nai lên chờ Lê Tuấn lúc 11 giờ. Và lúc này là 1 giờ rưỡi thì Lê Tuấn đưa khách vào để bán chiếc Ford 4006 mà cách đây mấy ngày liên tục sốt trên mạng các bác nhá. Đặc biệt sốt cực kỳ. Một ngày Lê Tuấn điện thoại khoảng tầm có khoảng 30-40 cuộc điện thoại nói về chiếc xe này. Và hôm nay thì đã chốt xong giá các bác nhá. Đấy, và khách đã chốt. Đấy. Và đây là chủ nhà, vợ của chủ xe. Đây. Điện nước đầy đủ, có anh nào mà mặc bộ đồ cam rất đẹp, điện nước nữ hậu mặt tiền đẹp. Nói chung là điện nước đầy đủ. Nếu như có anh nếu hôm nay nhân tiện bán chiếc xe thì cô em chủ này bảo có anh nào trên mạng mà cũng điện nước đầy đủ mà tiền đẹp. Tức là cái ông chủ xe này yếu. Đấy, mà có ông nào khỏe hơn. Giá nào đưa bà giá ông lập hết. Đúng rồi, bà giá thì ông lập hết rồi, lạ bằng tái quen. Đấy, bây giờ đang tháo chảo ra quý vị nha. Rồi, đi cùng Lê Tuấn vui một chút thôi các bác. Đấy là người em ơi. Đấy là cũng Lê Tuấn đi đâu mà thấy cái gì vui vui để cứ chọc vui tí. Đó, đó. Em gái nuôi đó. Em gái nuôi. Đấy. Đấy. Rồi hôm nay em anh thấy em đi lên xe về lấy cái gì ở ngân hàng về đây. Cái lốc bị lốc lịch á. Đúng không? Anh nhìn thấy mà. Đấy, đang tháo chảo ra các bác nhé. Đây, nếu các bác tháo chảo ra là đưa một cái cây ngang đây để cho cái chảo nó đứng cho đẹp. Tức là lúc này thì người em ở Đồng Nai là mua chiếc xe này là mua đầu xe còn chảo để lại.
Đấy, và Lê Tuấn sẽ review bán chảo cho bán nào đang cần chảo. Ở đây thì chủ nhà chỉ cày cho gia đình thôi bác nhá. Đấy, cày. Chủ nhà cày cả cái cô này, cày cả vườn. Và nhất cô này là đi đâu ơi? Đây. Tí ơi. Tí. Anh bảo là chủ nhà là chủ này là cày cày vườn và cày cả cô kia. Được không? Có cày được không? Cày được. Rồi tháo ra luôn được các bác. Tháo ra. Giờ làm cái gì? Em quên điện thoại. Ở đây thì em cũng review cho các bác biết là ở đây là chuyên về trồng mít các bác nhá. Đây là mít này này. Bữa trước thì mười mấy ngàn một ký, bây giờ nó còn 3-4 ngàn. Đấy, mỗi một cây mít này nè. Đây là cái này mới lấy này, và cái này để lại cũng chuẩn bị này. Đó. Đấy này. Đấy. Mít và quay sang sầu riêng. Mỗi một cây sầu riêng là có một cái tưới tự động. Đấy. Và ở đây là nhà vườn các bác nhá. Xe ở đây là nhà vườn. Cho nên là Lê Tuấn đến đâu vậy bên nhà vườn là xe dễ bán lắm. Bởi vì nhà vườn đó chỉ cày thôi. Đấy, giá cả cũng dễ. Bán ốc ra chứ. Rồi, ok. Quá đẹp. Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng 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 đi. Xe nhà đẹp không em? Giờ bán đi có tiếc không? Ủa ổng mà ông thích làm gì làm em đâu có biết. Nhưng mà ông bán rồi thì tiền ai cầm? Ổng cầm một hồ gì một hồ chứ ai biết. Được là ông đi cho em nào hay sao? Dê yeah, gì? Ai ăn được không? Bà Thủy không ăn được là không ai ăn được. À bà Thủy. Yeah. Thế là mày để bán thì để em ăn tức là em cầm số tiền luôn đúng không? 77 triệu. Không. Ông cầm, ông muốn mua là chiếc gì ông mua. Như anh mà đi đâu về là anh phải đưa cho vợ anh ấy. Ông làm, ông giữ vốn, ông làm chứ. Vậy à? Vậy là ông say. Rồi. Vậy là có người vợ anh em là tuyệt vời luôn. Đây là 2 triệu nổi. Là không chịu nổi. Thế cũng... Phù tức... hoài, nay không phù nữa. Tức là anh say đường em không chịu nổi à? Vì thương anh nên em bàn với mẹ đúng không? Rồi. Nhưng mà bây giờ quyết định là bán này xong rồi tiếp tục đến đầu tư. Mọi lần lỗ là em bù lỗ hết. Bù hết các bác nhá. Đó, mua về cày. Rồi cày xong thì lại bán. Đấy, đấy yêu nghề. Không có đấy. Nữa. Rồi, hôm nay tâm sự với người em xúc đạo. Nói chung là chuẩn bị Noel. Thì Lê Tuấn cũng lên cái video này thì review cho các em. Này, U51, 52 thôi nhưng mà... À, quên. Đúng rồi, U51, 52 này. Đó. Dây gì? Dây gì đấy? Dây gì? Đi ra. Xong chưa? Rồi rút xong rồi các bác. Đây. Rồi ok dấu đó. Rồi ok. Như vậy là cuộc trao đổi giữa Lê Tuấn và vợ của chủ xe cũng đã xong. Lê Tuấn có lại nói chuyện với vợ của chủ xe này thì bảo là ông lấy tiền là ông làm gì ông làm các bác nhá. Đấy, có ai mà có vợ thích như vậy không? Điện nước đầy đủ này đúng không ạ? Đấy, mặt tiền sáng rủa này, nở hậu này. Đấy, nhưng mà ông này thì ông bà nói là ông không, bà không chịu nổi ông này. Thì hôm nay em cũng lên gọi bán nào nhá.
bác nào mà xe bán rồi cũng không còn dịp nữa, cho nên rất tiếc. Thôi chờ chiếc sau các bác nhá, chờ chiếc sau em dẫn các bác lên. Rồi rồi, và em tiếp tục nói các bác là em lại có nhiệm vụ là kêu xe và xe lên và xe trở về Đồng Nai các bác nhá. Như vậy là suốt một chiều nay em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại nữa mấy ngày ơi. Thế là hết chiều nay em đi mãi. Về làm dâu Đồng Nai. Về làm dâu Đồng Nai. Ok. Rồi, để cuối cùng về làm dâu Đồng Nai thì đây các bác nhá, rất tiếc cho các bác rằng mỗi một dịp mà có những chiếc xe như thế này thì các bác không còn được cơ hội nữa. Đấy. Rồi, rồi. Đấy, không còn cơ hội nữa các bác nhá. Rồi, thế là xong. Thế là hết chiều nãy em đi mãi, còn mong chi ngày trở lại nữa Phước ơi. Quên làm sao những phút chia phôi bởi khắc cảnh hai đứa mình cùng nói. Tức là từ nay Lê Tuấn không có quản dịp vào đây để gặp chủ nhà để lên sóng review em 4.6 này nữa. Vâng, rất tiếc. Rất tiếc cho các bác, chờ cơ hội sau. Vâng. Đấy, cộng đồng mạng có gì thì comment cho em nha. Đấy. Vợ của ông chủ, vợ ông chủ. Rồi. Rồi, ok. Rồi, để chờ chuyển khoản của anh. Thì Lê Tuấn vừa 37. Đây. 37 nữa. Đây, Lê Tuấn vừa. Đây là em mua phở Đồng Nai. Đây. Được không nhá? Rồi, tiếp tục. Chuyển khoản qua của Lê Tuấn. Đây. Bấm cái chuyển qua đây đây luôn cái tính cho lại rút được. Rồi, anh qua anh có nhiệm vụ rút và cho em ra. Thì xưa được các bác nhá. Đấy. Đi xa đâu có dám xem tiền theo đâu. Người em có hẹn Lê Tuấn này. Người em hôm nay mua chiếc xe này cũng như mừng Noel luôn các bác nhá. Đây anh chưa về. Để lên xe. Đấy. Và em ở Đồng Nai lên đó anh. Đây này. Em ở Đồng Nai lên đó anh. Cú gọi video này và tiếp tục này. Này, em đang ở sau lưng chợ Minh Hưng. Đấy. Quán cà phê Bằng Lăng đó anh cao su. Gần về chưa anh? Thì hôm nay cũng đã xong các bác nhá. Rồi. Và người em có ghi hình xe. Rồi. Và xong. Nghe nghe, đang gửi. Rồi, đang gửi. Rồi. Và nhân dịp Noel thì Lê Tuấn cũng xin chúc cả nhà, nhất là các bác mấy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của Lê Tuấn đang xem kênh. À, em để Noel đến, em xin chúc cả nhà chúng ta sum vầy bên gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Và em xin chân thành cảm ơn và hẹn lại video sau.